Thục Kiến Hưng 9 năm, hòa bình với Ngụy 3 năm. Thục Gia Cát Lượng xuất binh Kỳ Sơn, đóng quân men theo bờ sông. Tào Duệ, thăng Tư Mã Ý làm đại đô đốc, thống lĩnh binh mã Ung Lương chống lại Thục quân. Đại doanh Tư Mã Ý. Gia Cát Lượng đóng quân ven sông Nhị Hà, tiên phong Dương Bình, Trương Nghi tản ra đi vào Tà Cốc. Các vị tướng quân có kế sách gì đánh lùi địch không? Đại đô đốc, mạc tướng nguyện dẫn binh mã đi thủ Ôn Mi. Quân ta hợp lại chưa chắc là đối thủ của Gia Cát Lượng, nếu phân ra trước sau chỉ e rằng càng dễ đánh bại. Trương tướng quân, đây không phải cách hay. Nếu đại đô đốc đã có kế sách, cần gì hỏi ý trung tướng, cứ hạ lệnh đi. Tôn Lễ, con Hà Quang, năm nay lúa mì Lũng Thượng thu hoạch ra sao? Năm nay lúa mì Lũng Thượng bội thu, mấy hôm nay chính là lúc thu hoạch. Gia Cát Lượng lương thực không nhiều, sẽ nhắm tới lúa mì Lũng Thượng. Trường Cấp, có mặt tướng làm mũi tiên phong dẫn 4 vạn quân lập doanh đến Lũng Thượng. Rõ. Quách Hoài, có mặt tướng sắp xếp các nhánh đại quân đóng giữ ở Thiên Thủy. Rõ. Nếu Gia Cát Lượng tới cướp, ta sẽ tập kích Thục quân. Các vị tướng quân, có theo lệnh hành sự. Rõ. Lương thực còn được mấy ngày nữa? Bẩm thừa tướng, chỉ đủ cho 7 ngày nữa. Xe lương của Lý Đô Hộ vẫn chưa tới sao? Hà Quang đã cho người đi đốc thúc rồi. Sứ giả không gặp được Lý Đô Hộ, xe lương lâu rồi không xuất phát. Thật sự Hà Quang cũng lực bất tòng tâm. Giờ là đang lúc thu hoạch lúa mì. Quanh đây vùng nào có nhiều lúa mì nhất? Thừa tướng, Lũng Thượng nhiều lúa mì nhất, nhưng đó là nơi đóng quân của Ngụy. Thừa tướng, Tây Thành từ biệt, ngài không việc gì chứ? Đại đô đốc, đại đô đốc có quân truyền lệnh mà. Được, để ta nhờ. Quân đâu? Có. Chuyện lời của đại đô đốc từng câu từng chữ không được thiếu sót, cho bọn họ nghe. Rõ. Thưa tướng, họ cho một hàng lính mà truyền lệnh, lẽ nào khinh quân ta ốm yếu? Ngăn cách mà dẫn dấn an được.
cho quân truyền lệnh của ta chuyển lời lại đi. Quân truyền lệnh? Có. Lên đây. Tránh. Không nắm được Trương Lương, không thể có phong thái như vậy à? Đó là Gia Cát Lượng, khí thái ung dung là điều đương nhiên. Hầu Cát. Có. Hồ Sàng. Tuân lệnh. Công tử, ngồi đi. Ta ngồi đi nhìn mông ngựa sao? Nhưng đây là nơi an toàn nhất đó. Để cút đi. Ở đó, bên ngoài nguy hiểm. Chỉnh. Gia Cát Lượng quả nhiên không phải người thường. Hai quân đánh trận, không mặc áo giáp, không mang đao kiếm. Lần này ta cũng không mang kiếm. Lấy quạt. Lấy quạt. Lấy quạt. Ta nói là lấy quạt cho ta. Lấy quạt cho đại đô đốc. Lấy quạt cho đại đô đốc. Hắn muốn có quạt. Nói với hắn, quạt chỉ có một cây. Muốn lấy quạt chỉ có một cây. Truyền. Thừa tướng nói quạt chỉ có một cây. Hầu Cấp. Dạ. Đại đô đốc nói thừa tướng Hầu Cấp. Đại đô đốc nói thừa tướng Hầu Cấp. Là sai rồi. Là gọi ta đó. À, ta không có nói ngại. Khắc phục Trung Nguyên, tranh thủ từng phút, thời không chờ ta. Xem đã người hiểu ta. Có Tư Mã Trọng Đạt. Nói với hắn, ta không gấp. Thừa tướng không gấp. Truyền. Thừa tướng bọn ta không gấp. Có Hầu Cát. Đưa quạt đây cho ta. Tuân lệnh. Nói với hắn, nếu Trọng Đạt hắn tới đại hán ta, phụng sự hán thất, cây quạt này của ta sẽ ban tặng cho hắn. Nếu Trọng Đạt theo đại hán ta, phụng sự hán thất, thì cái quạt này sẽ ban thưởng cho hắn. Nếu Trọng Đạt tới đại hán ta, phụng sự hán thất, thì cái quạt này sẽ ban thưởng cho quân tử. Ta có rồi. Đại đô đốc có rồi. Đại đô đốc có rồi. Đại đô đốc có rồi. Hắn có gì rồi? Hắn nói có quạt của thừa tướng rồi. Thừa tướng, ngài vẫn khỏe đó chứ? Đại đô đốc nói thừa tướng ngài vẫn khỏe đó chứ. Đại đô đốc nói thừa tướng ngài vẫn khỏe chứ. Nói cho hắn biết,
ta rất khỏe. Ta xin được chúc mừng Đại Đô Đốc thăng quan. Thừa tướng chúc mừng Đại Đô Đốc thăng quan. Thừa tướng chúc mừng Đại Đô Đốc thăng quan. Thừa tướng, có dám tới uống một chung rượu mừng không? Đại Đô Đốc nói, thừa tướng có dám tới uống một chung rượu mừng không? Đại Đô Đốc nói, thừa tướng có dám tới uống một chung rượu mừng không? Lúc ở Tây Thành, hắn không chịu dừng bước, đi trong vội vã. Rượu ngon ta chuẩn bị cho hắn đã để đến hôm nay. Lúc ở Tây Thành, Đại Đô Đốc các người không chịu dừng bước, đi trong vội vã. Rượu ngon thừa tướng chuẩn bị cho hắn phải để đến hôm nay. Đang châm biếm Đại Đô Đốc, bỏ thành mà chạy đó. Chỉ nhờ vào miệng lưỡi. Chỉ nhờ vào miệng lưỡi. Đại Đô Đốc nói, thừa tướng chỉ nhờ vào miệng lưỡi. Đại Đô Đốc nói, thừa tướng chỉ nhờ vào miệng lưỡi. Ai kêu huynh nói vậy? Tôi muốn nâng cao sĩ khí quân ta thôi. Ngậm miệng lại. Như vậy là ý gì? Thừa tướng, nếu đã có chí muốn bình định thiên hạ, chi bằng tới Đại Ngụy ta, trong 10 năm thiên hạ sẽ thống nhất. Đại Đô Đốc nói, thừa tướng nếu đã có chí muốn bình định thiên hạ, chi bằng đến Đại Ngụy ta, trong 10 năm thiên hạ sẽ thống nhất. Đại Đô Đốc nói, thừa tướng nếu đã có chí muốn bình định thiên hạ, chi bằng đến Đại Ngụy ta, trong 10 năm thiên hạ sẽ thống nhất. Hắn quá niềm nở rồi đó. Nói với hắn, hắn và ta dùng tam quân làm con cờ, dùng đất làm bàn cờ, đánh một ván ngay tại chỗ này được không? Đại Đô Đốc các người niềm nở như vậy, chúng ta dùng tam quân làm con cờ, dùng đất làm bàn cờ, đánh một ván ngay tại chỗ này được không? Dạ, có bố trận không? Hắn muốn gạt chúng ta đánh với hắn, sau đó cắt lúa mạch của ta. Ta không mắc mưu đâu. Nói với hắn cũng đủ rồi. Trời nắng oi bức, chúng ta về dùng cơm, kêu hắn cũng đi ăn. Dạ, chuyển lời. Nói đã đủ rồi, trời nắng oi bức, chúng ta phải về dùng cơm. Bảo hắn cũng về dùng cơm. Đại Đô Đốc nói chuyện đã đủ rồi, trời nắng oi bức, Đại Đô Đốc phải về dùng cơm. Bảo thừa tướng cũng về dùng cơm. Tư Mã Ý nhận ra cầm bẫy của ta rồi, muốn đi bảo vệ đồng lúa. Mau nói, Đại Đô Đốc sợ hán như hổ, lại muốn dùng lại chiêu cũ, độn thổ mà đi sao? Đại Đô Đốc sợ hán như hổ, lại muốn dùng lại chiêu cũ, độn thổ mà đi sao? Đại Đô Đốc các người lại muốn dùng lại chiêu cũ, độn thổ mà đi sao? Mau mau rút quân về. Mau mau rút quân về. Đại quân rút trước, ta ở lại cắt đuôi. Thưa tướng. Không sao, nói với Dương Bình, thời cơ đã đến, cứ ra tay trước. Dạ. Đại Đô Đốc, Đại Đô Đốc làm vậy là sao? Để hắn thoát ở Tây Thành, bây giờ lại thêm một lần nữa sao? Như vậy thì quá nực cười. Thuộc quân binh lực ít, lại nằm ở trên bình nguyên này, khó lòng mai phục. Mạc tướng xin đánh Gia Cát Lượng. Thuộc quân phô trương thanh thế, nếu hôm nay không đánh, Mạc tướng thẹn với tam quân. Xin Đại Đô Đốc tấn công Gia Cát Lượng. Đại Đô Đốc, chúng tôi nguyện đi theo các tướng quân tấn công Gia Cát Lượng. Đại Đô Đốc. Được. Quách tướng quân, cậu hãy thống lĩnh hai vị tướng quân tấn công Gia Cát Lượng tại trấn thủ lúa mạch. Dạ. Dạ. Cướp cây quạt về cho ta nghe. Dạ. Bảo vệ thừa tướng, bảo vệ thừa tướng. Quách tướng quân, sao đuổi theo mãi cũng không kịp? Ta không tin họ còn biết độn thổ. Đuổi theo.
Đó, đã nhìn thấy chưa? Đại quân Tư Mã Ý bị thừa tướng giữ chân rồi. Mau lên, cắt hết lúa cho ta. Tranh thủ thời gian cắt hết lúa đi. Đã phát hiện thuộc quân hiện đang cắt lúa mạch, thăm dò tiếp. Dạ. Báo, báo đại đô đốc, Quách tướng quân bị chúng mai phục, sai thuộc hạ đi xin cứu viện. Theo dõi tiếp. Dạ. Tướng quân, lương thảo quan trọng, Quách tướng quân tài giỏi sẽ tự biết cách thoát thân. Nói bậy, nếu không thoát được thì sao? Nhưng nếu thuộc quân có lương thảo thì hậu quả không lường. Thuộc quân cắt mấy mẫu, mình canh thêm vài ngày là được. Nhưng mà Quách Hoài là tướng lĩnh, tôn lý. Có hạ quan dẫn binh tiếp cứu. Dạ. Cha, tại họ tự đòi đi, cứ cho họ bài học đi. Đây mới là cơ hội tốt để cha thu phục bọn họ. Hồi Vinh. Dạ. Cha. Nè, ngụy quân tới rồi, chúng ta đi. Đi. Mau lên. Đi. Đi mau. Một vạn binh mã của thừa tướng cầm quân được 3 vạn đại quân của Tư Mã Ý, đúng là thần cơ diệu toán. Tư Mã Ý lên làm đại đô đốc, đứng đầu đương triều, thân gánh xã tắc. Ngụy Quốc, Tào Duệ lại thường hay bức ép hắn. Nếu trận đầu tiên này hắn không dám đấu, tin tức đưa về Ngụy Quốc nhất định sẽ bị triều đình chê cười, Ngụy đế nghi kỵ. Bởi vậy trận đầu tiên bất cứ giá nào cũng phải đánh. Thừa tướng nói rất đúng. Tiếc là Tư Mã Ý bỏ đi quá nhanh, không kịp giết hắn. Chẳng qua hắn chỉ làm gián thôi, cho Tam quân với Tào Duệ thấy thôi. Ta không thể đại thắng, hắn cũng không thể đại bại.
hai bên hiểu rõ trong lòng. Binh lực hơn gấp ba, bị đánh cho đại bại, còn cướp lúa của chúng ta, đúng là thật bất lực. Đại đô đốc không thể phá trận, bảo chúng ta đi chịu nhục. Dạ. Có chuyện gì? Hôm nay thua lớn, trong quân quán thắng. Âu cũng là thua, thua nhỏ tức là thắng. Cha đã biết ngày hôm nay sẽ thua. Và các lượng đúng là thiên nhân, Dương Đông kích Tây đều hổ ly sơn, chúng ta không thể làm gì được. Người có thể thắng khi giao đấu với Gia Cát Lượng, chắc vẫn chưa chào đời. Vậy sao còn đấu với hắn? Hào binh tổn tướng, còn bị cắt lúa trên đồng. Bây giờ nhuệ khí sa sút, khó mà phấn chấn lại. Đối đầu Gia Cát Lượng, kiểm nghiệm những gì mình học, cha cũng đâu muốn thua. Bị thua Gia Cát Lượng còn gì thể diện? Còn tới đây đánh trận hay để tranh thể diện? Những người chỉ muốn được chiến thắng, có thật sẽ thắng tới cuối không? Đánh trận trước tiên phải học được thua trong vui, thua mà không nhục, thua không tổn thương, mới có thể cười đến phút cuối. Tào Chân đã chết vì không thể thua trong vui vẻ. Dạ con hiểu rồi. Dạ con hiểu rồi. Chiến trường của cha không nằm ở đây. Nói nhiều sẽ mất. Còn đứng đó làm gì? Tập theo cha. Ờ, nhưng mà bọn con đang mặc giáp mà cha. Thân mặc áo giáp càng cần tôi luyện tâm tính. Ngũ Cầm Hí nếu có rùa, chắc chắn cha giỏi nhất. Kim Cát vận chuyển vẫn chưa đến sao? Đã cho người hối thúc nhiều lần, nhưng mà Lý Đô Hộ tới nay vẫn cứ trì hoãn. Thừa tướng, mình có cần bảo bệ hạ ban chỉ ý hay không? Phái thêm người hối thúc xem thử tại sao trì hoãn. Lúa mạch lần này có được đủ ăn trong bao lâu? Khoảng chừng 15 ngày. Vậy dù quân lương đưa tới cũng chỉ được một tháng thôi.
Nội trong một tháng, mình phải cùng ngụy quân đánh nhanh thắng nhanh. Tư Mã Ý tấn công cũng chỉ vì muốn đoạt thành lập công. Thừa tướng không thể không phòng. Ta chỉ sợ hắn công tới thôi. Thừa tướng! Thừa tướng, quân lương đã tới rồi. Truyền! Truyền dẫn lương quan! Dẫn lương quan cậu an bái kiến thừa tướng. Tại sao bị trễ hơn nửa tháng? Hồi thừa tướng, quân lương Hán Trung không đủ, bởi vậy chậm trễ hơn nửa tháng, tạm giao trước phân nửa quân lương để thừa tướng dùng đỡ. Số lương còn thiếu, hạ quan trở về kiếm cát sẽ cố gắng gom thêm. Phân nửa quân lương? Chờ người nửa tháng trời vậy mà chỉ có phân nửa quân lương sao? Nếu không phải thừa tướng dùng kế cắt lúa mạch ở trên ruộng thì đã chết đói từ lâu. Còn bắt bọn ta đợi bao lâu nữa? Vụ mùa năm nay, mùa thu thu hoạch, tại sao quân lương lại không đủ chứ? Rõ ràng ngươi lơ là quân sự, cố ý trì hoãn. Người đâu? Có. Lui ra ngoài xử trảm. Dạ. Thừa tướng, thừa tướng, thừa tướng xin tha mạng. Chuyện lý quân lương do Lý Đồ Hộ phụ trách. Hạ quan cũng không thể làm được gì mà. Thừa tướng. Thừa tướng, đây là thân tín của Lý Nghiêm, nếu giết hắn e sẽ sinh thêm chuyện. Bỏ đi, đưa trở vào. Tám mươi trượng trở về kiếm cát bổ sung đầy đủ quân lương, nếu không sẽ trảm không tha. Tạ thừa tướng, tạ thừa tướng, tạ thừa tướng. Thừa tướng, quân lương ta không đủ, Tư Mã Ý lại kiên thủ không đánh, chẳng lẽ cứ để mặc hắn sao? Tư Mã Ý biết rõ điểm yếu của ta, không có cách ép hắn phải ra trận sao? Điểm yếu của Tư Mã Ý ở Lạc Dương. Lại là ai nữa? Tên nào không có mắt gì dám chọc giận bệ hạ? Trương Cáp, Mật Tấu. Tư Mã Ý đã đi được một tháng, bị thua hết một trận, từ đó không xuất binh nữa. Lão Tư Mã Ý này rút cuộc hắn đánh không lại Gia Cát Lượng hay là không dám ra trận? Hắn hả? Nếu như sợ đánh thì cũng được, chỉ sợ có người tay nắm 12 vạn đại quân, đủ lông đủ cánh, muốn tự xưng vương ở ngay tại Trường An. Vậy chúng ta hãy xem thử sợi dây buộc con chim ưng này có còn đó không? Nếu không còn nữa thì sao? Nếu không còn nữa thì bắn cho nó rớt xuống. Lũ chuột các ngươi, có giỏi thì qua đây. Bọn rùa rụt cổ, chưa đánh đã rút. Ra đây đi, có giỏi thì qua đây. Có giỏi thì qua đây. Mau qua đây đi. Lão tạng, ra đây đi. Có giỏi thì qua đây. Phó đồ đốc. Phó đồ đốc, chuyện này là sao đây? Đại đô đốc hạ lệnh không đánh, chúng mắng chửi nửa tháng rồi. Đã mắng nửa tháng rồi, tức chết đi được. Phó đồ đốc, chẳng lẽ chúng ta là rùa đục cổ sao? Đúng là lũ vô dụng mà. Tự mày, rùa đục cổ. Tự mày, rùa đục cổ. Lão đồ đốc, các ngươi. Rùa đục cổ. Rùa đục cổ. Rùa đục cổ. Rùa đục cổ.
ơi, đánh nhắn về cho ngươi, đánh về cho ngươi bảy, ra đây đây, thứ bảy, lão tạ đồ cổ, giúp kẻ kẻ luôn, con ngài đây đây, thứ bảy, đánh nhắn về cho ngươi, đánh nhắn về cho ngươi, đừng có trốn, con gan thì đừng chạy. Đừng có trốn, đừng có chạy. Ơi, tép tép tép. Nhấn chìm cho ngươi luôn. Nhấn chìm các ơi. Nhấn chìm các ngươi. Chìm ngươi. Nhấn chìm các ngươi luôn. Nhấn chìm các ngươi. Nhấn chìm các ngươi. Lão rùa rụng cổ. Ta đi gặp đại đô đốc. Mời tướng quân. Nhấn chìm các ngươi. Nhấn chìm các ngươi. Nhấn chìm các ngươi. Trừ tướng quân xông vào như vậy không hay đâu. Đại đô đốc đang nghỉ ngơi. Đại đô đốc. Đại đô đốc. Đại đô đốc. Không phải cô đang ở Thượng Bang sao? Sao lại tới đây vậy? Đại đô đốc Từ Mỹ. Tiếp chỉ. Thần Từ Mã Ý nghe chỉ. Hoàng đế chưa giết, khi đã xuất quân, ngày tốn ngàn vàng, cường tặc xâm lăng, trẫm ăn ngủ không yên. Đại đô đốc giữ quân không đánh, khanh có ý gì? Trẫm xem khanh như tâm phúc, khanh lấy gì báo đáp? Khanh tự suy nghĩ đi. Thần hổ thẹn, thần lĩnh chỉ. Mạc tướng nguyện giao chiến với thuộc quân. Mạc tướng cũng muốn rửa lại mối nhục. Mạc tướng cũng muốn giao chiến, rửa mối nhục xưa. Các vị tướng quân, đừng quá nóng lòng, chờ đợi thời cơ, mọi người hồi doanh đi. Dạ. Khoan. Đại đô đốc, chừng nào thời cơ mới tới? Đại đô đốc đang chờ Gia Cát Lượng già nua rồi chết sao? Chờ tới khi thuộc quân đã hết lương thực, Gia Cát Lượng sẽ phải rút binh. Tức cười. Gia Cát Lượng vừa mới lấy được lương thực ở đây, lại nghe nói chúng đã có quân lương. Còn Đại Đô Đốc thì ngồi ở đây bình tĩnh chờ đợi như không có chuyện gì. Đại Đô Đốc, rốt cuộc ngài có ý gì chứ? Chút lương thực đó của Gia Cát Lượng ăn được bao nhiêu ngày? Đại Đô Đốc, thánh chỉ mới ban ra sẽ được viết vào sử sách. Bệ hạ nói khách sáo. Bệ hạ còn một câu không tiện viết trong thánh chỉ, kêu tôi nói cho ngài biết. Còn nữa sao? Thần Tư Mã Ý lắng nghe thánh ý. Bệ hạ hỏi Đại Đô Đốc, liệu có còn nhớ về chuyện một người một đàn một thành hay không? Nếu Đại Đô Đốc không muốn ngồi vào vị trí này, đại ngụy ta vẫn còn người khác. Thần Tư Mã Ý lĩnh chỉ. Còn làm tướng soái thì còn chịu trách nhiệm. Làm tướng soái không thể chỉ vì cái dũng nhất thời, cần biết tình thế xét thắng thua. Kính xin Phó Đô Đốc bấm lên thánh thượng. Vậy Đại Đô Đốc tự ăn nói với bệ hạ đi. Ta tự biết giải thích rõ ràng. Các vị tướng quân, trước khi bệ hạ tự thân chinh, các quân kiên thủ phòng ngự, ai còn dám háo chiến? Chấm. Dạ. 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 Còn gì nữa không? Mạc tướng cáo lui.
Cha, Trương Đô Đốc ép mình, bệ hạ thì đang nghi. Nếu cha không ra trận, e là sẽ bị đổi tướng soái. Nếu lương thảo của chúng đã tới, e là sẽ kéo dài thêm một tháng. Nhưng bệ hạ có để yên không? Ta tự có cái sách của riêng mình, không cần nhiều lời.